Chào ngày mới trên quê hương yêu dấu ngàn đời, bát ngát ruộng đồng biển xanh đầy tôm cá, Quan Châu linh kiệt ngàn năm còn đó, mặt trời chiếu sáng nông thôn đổi mới, kinh tế vươn mình kết nối muôn phương. Chào Tráng Sĩ quê hương lên hai vai, núi Thần Vũ hiên ngang dáng oai hùng. Chào Mộ Xa rừng thông reo vui hát, biên cửa hiền bao la lộng gió. Chào Phù Diên tình thương mến thương, chào thị xa tương lai Diên Châu anh hùng. Diên Châu ơi trong tim mãi tự hào, mảnh đất tình người qua bao kiến trung, ngọt ngào lời ru yêu thương của mẹ, trẻ thơ vui mừng cắp sách tới trường. Ta xây tương lai xanh bước muôn phương, Diên Châu quê mình từng ngày đổi mới, đẹp tựa bài ca như những mùa hoa. Diên Châu xin chào vang mãi bản hùng ca. Chạy luôn, chạy luôn. 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 Chạ
đây đoàn này. Sánh vai với các cường quốc Nam Châu của nhân dân Việt Nam, màu đỏ là màu máu của lớp lớp người đi trước đã ngã xuống cho sự trường tồn vĩnh cửu của quê hương. Màu của nhiệt huyết, màu của ý chí, niềm tin. Ngôi sao vàng năm cánh là màu da, năm cánh sao tượng trưng cho sự đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, sĩ, nông, công, thương, binh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Lá cờ ấy phát lên trong hiên ngang và bất khuất, đó là kết tinh của lòng yêu nước, sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc trong những năm tháng trường kỳ kháng chiến gian khổ mà vẻ vang hào hùng. Lá quốc kỳ với sao vàng năm cánh là linh hồn và sức mạnh Việt Nam trong kháng chiến, là niềm tin mãnh liệt nay bình yên thắm thiết một giao hòa. Tiếp theo bên phải là lá cờ đoàn thanh niên, màu nền của lá cờ tổ quốc tượng trưng cho nhiệt huyết, màu máu của bao anh hùng đã ngã xuống vì giáo hình sững sờ. Cờ đoàn là đại diện cho sức mạnh, sự đoàn kết và ý chí của đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Bên trái là lá cờ đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, nền đỏ sao vàng là lá cờ tổ quốc, măng non tượng trưng cho lứa tuổi thiếu niên, sự nghiệp cách mạng vinh quang của Đảng, của Bác Hồ và của dân tộc. Thank you.
Ôi chụp cao mày. Khiếp vậy. Ôi xe có xúc cống đâu đó. Có. Đây. Mày nha. À. Con ơi, con đi ra em đi bắp bổ đó. Ê, đi từ từ ơi, dồn hàng đây. Không thẳng đi. Thank you.
lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác đã trở thành một di sản quý báu của chúng ta. Thank you.
hiện hình búp măng non bằng những bước chân nhịp nhàng của các bạn đội viên. Hiện nay các bạn đội viên chi đội 2 đang di chuyển về biểu tượng số 2/9. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân thân mến, cách đây 79 năm, ngày 19 tháng 8 năm 1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi. Cách mạng tháng 8 thành công, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Sau thành công của cách mạng tháng 8, ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hôm nay sáng 2/9, thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình lịch sử, muôn triệu tiếp chờ chim cung nến, bỗng vang lên tiếng hát ân tình, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Người đứng trên đài lặng lẽ phút giây, trong đàn con đó vẫy hai tay, cao cao vầng trán mời đôi mắt, độc lập bây giờ mới thấy đây. Ngày 2/9 được xem là một cột mốc chói lọi trong hành trình nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ta. Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9 đã trở thành sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện lời thề thiêng liêng trong ngày lễ độc lập. Toàn dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Thank you.
phần thi nghi thức. Một lần nữa, các em đội viên chi đội 2 xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, ban giám khảo và quý vị khán giả đã cổ vũ nhiệt tình, là nguồn động viên tinh thần để chi đội 2 hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Cuối cùng, chúng em xin kính chúc hội thi thành công.